Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chào ngày mới của STV. Trong chương trình sáng nay, thứ năm ngày 29 tháng 8, mục lăng kính ngày mới sẽ phản ánh câu chuyện về sắp xếp ổn định dân cư sau lũ tại huyện Thuận Châu. Góc cuộc sống cuối chương trình, mời quý vị cùng đến với một địa chỉ du lịch tại huyện Mai Sơn, thu hút du khách bởi mô hình dịch vụ du lịch kết hợp với câu cá giải trí. Trước hết sẽ là phần tin tức. Theo thông tư từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành địa phương hiện đang triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo nguyên tắc tập trung bố trí trọng tâm, trọng điểm để triển khai những nhiệm vụ, công trình, dự án lớn. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là ngân sách trung ương, bao gồm cả hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương phải tập trung vào các dự án quan trọng quốc gia, công trình, dự án lớn, có tính liên vùng, liên quốc gia, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, bảo đảm trọng tâm, hiệu quả. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đánh giá vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 được bố trí tập trung hơn, tiếp tục khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, lãng phí. Chiếm trên 7% thị phần trên thị trường, Việt Nam hiện là quốc gia đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu thủy sản, chỉ đứng sau Trung Quốc và Na Uy. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 5,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với 7 tháng đầu năm ngoái. Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, đạt 181,5 triệu đô la Mỹ. Cục xuất nhập khẩu nhận định, trong các tháng tới là giai đoạn các nhà nhập khẩu thủy sản tăng cường mua vào để chuẩn bị nguồn hàng cho các dịp lễ Tết vào cuối năm. Do đó, thủy sản của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tăng xuất khẩu hơn nữa. Hiện nay, tỉnh Sơn La có trên 21.000 ha cà phê, tập trung chủ yếu tại huyện Mai Sơn, Thuận Châu và thành phố. Sản lượng ước đạt 35.000 đến 45.000 tấn cà phê nhân trên một năm, trị giá 4.500 đến 5.000 tỷ đồng. Diện tích cà phê được cấp các chứng nhận bền vững RA, 4C, Việt Gáp và tương đương trên 19.100 ha. Có trên 1.120 ha cà phê đặc sản và có hai vùng xuất khẩu cà phê được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp quyết định vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh Sơn La đang thực hiện các biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng cà phê, phát triển sản xuất chế biến cà phê theo chuỗi kinh tế tuần hoàn xanh và bền vững, sản xuất cà phê đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận bền vững trong nước và quốc tế. Phấn đấu giai đoạn 2023-2025, giá trị sản xuất cà phê chiếm 6-8% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Đến năm 2025, toàn tỉnh thực hiện tái canh 8.000 ha cà phê, phát triển 3.900 ha cà phê đặc sản, xuất khẩu trên 25.000 tấn cà phê nhân trên một năm. Giá trị xuất khẩu cà phê đạt gần 100 triệu đô la Mỹ, tạo việc làm, ổn định thu nhập cho trên 18.000 hộ trồng cà phê, bảo vệ môi trường nước, không khí trong vùng trồng, sơ chế, chế biến cà phê của tỉnh. Với mục tiêu phấn đấu tăng thêm 7.362 ha rừng, nâng diện tích rừng toàn tỉnh lên gần 676.900 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 48% trong năm nay. Ngành Kiểm lâm Sơn La đã và đang tập trung bảo vệ nghiêm ngặt các khu rừng trọng điểm, rừng phòng hộ sung yếu, rừng thuộc hành lang giao thông, rừng đầu nguồn, các khu rừng còn trữ lượng. Triển khai các biện pháp kỹ thuật lâm sinh khoanh nuôi tái sinh tự nhiên để tăng diện tích rừng và triển khai trồng rừng, bảo đảm kế hoạch. 8 tháng qua, lực lượng Kiểm lâm toàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương, cơ sở, tổ chức 211 hội nghị tuyên truyền, triển khai chính sách, chương trình dự án phát triển lâm nghiệp bền vững, phổ biến nội quy, quy ước bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng đến từng tổ bản, cụm dân cư với gần 16.000 lượt người tham gia. Đồng thời, đẩy mạnh đôn đốc các đơn vị nhà thầu tập trung chăm sóc rừng trồng, khoanh nuôi tái sinh rừng. Từ đầu năm đến nay, các chương trình dự án đã thực hiện chăm sóc 8.905 ha rừng trồng, khoanh nuôi tái sinh 20.032 ha rừng và trồng mới gần 450 ha rừng. Chi cục Kiểm lâm đã bàn giao 145.000 cây giống cho các địa phương triển khai kế hoạch trồng cây phân tán. Huyện Mộc Châu đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện sẵn sàng phục vụ du khách về tham dự tuần văn hóa du lịch năm 2024 với chủ đề Đắm say đêm hò hẹn. Mộc Châu hiện có 295 cơ sở lưu trú du lịch như khách sạn, nhà nghỉ, homestay đang hoạt động, chủ yếu ở thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông Trường Mộc Châu và xã Đông Sang. Tuần văn hóa du lịch năm 2024, lượng khách du lịch đến huyện tham quan, trải nghiệm tăng đột biến so với ngày thường. Nhiều cơ sở lưu trú, lượng khách đặt phòng từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 đều đã kín từ cách đây hơn một tháng.
Huyện Mộc Châu đã chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh, cơ sở lưu trú, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, từ khâu buồng phòng, khu giải trí, ăn uống và các dịch vụ khác kèm theo để thu hút du khách, chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú thống nhất và niêm yết giá, chấp hành nghiêm các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, bố trí đủ nhân lực và các điều kiện khác để phục vụ du khách một cách chu đáo, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua đó tạo hình ảnh đẹp trong lòng du khách, thúc đẩy du lịch huyện ngày càng phát triển bền vững. Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được thực hiện theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo cần tổ chức cho học sinh thi thử khi có điều kiện, tăng cường tập huấn các quy định, nhiệm vụ cho học sinh, giáo viên và cán bộ tham gia tổ chức thi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giảm chi phí và tăng cường hiệu quả các khâu của kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 với 3 buổi thi. Thí sinh dự thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán và 2 môn tự chọn trong số các môn học lớp 12. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin thời sự, bây giờ chúng ta cùng đến với lăng kính ngày mới. Thưa quý vị, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 đã làm thiệt hại nhiều tài sản của bà con nhân dân huyện Thuận Châu. Qua rà soát, trên địa bàn huyện có 7 nhà bị hư hỏng hoàn toàn, 94 hộ nằm trong khu vực sạt lở, lũ quét, cần phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Hiện nay, huyện Thuận Châu đang nỗ lực chỉ đạo di chuyển các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi ở an toàn, ổn định đời sống lâu dài, ghi nhận của phóng viên Hồng Sâm. Hộ gia đình anh Lò Văn Hà, bản Lắm là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề về tài sản. Mưa to đã làm sạt lở đất trên đồi vào nhà, nguy cơ cao bị sập đổ hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay trong ngày 24 tháng 7, gia đình anh Hà đã được bản huy động lực lượng dân quân, an ninh bản đến di chuyển tài sản, hỗ trợ dựng nhà ngay trên nền đất của người thân. Sau 3 ngày đã dựng xong căn nhà, cuộc sống đã dần ổn định. Hiện nay gia đình anh đang làm các công trình phụ, dọn dẹp nhà cửa. Hôm đấy mưa rất to, nhà tôi ở ven đồi nên đất sập vào nhà. Tôi đã gọi mọi người trong bản trợ giúp di rời khẩn cấp. May kịp chuyển con cái xuống đến nhà anh trai nên không thiệt hại về người. Huyện và xã cũng lên xem nhà tôi, bảo phải di rời khẩn cấp. Tôi cũng đã chấp hành chuyển đi ngay. Cũng may nhờ mọi người trong bản giúp đỡ, bây giờ gia đình tôi đã dựng được nhà, cũng yên tâm. Cũng giống như gia đình anh Hà, gia đình bà Lù Thị Thao, bản Chiềng Ly, xã Chiềng Ly bị nước lũ làm ngập nhà, nguy cơ cao bị sạt lở, đồ đạc trôi hết theo dòng nước lũ. Với sự hỗ trợ của bà con dân bản, người góp công, người giúp cột, tre, vật dụng để dựng nhà. Ở nơi cao giáo, giờ đây bà Thao đã yên tâm ổn định cuộc sống. Đấy thì lũ lụt đến thì nhà tôi thì ngập hết, con cháu tôi thì ở chỗ viếng xa thì không kịp đến. Thì trong bản tôi thì còn ở bản này thì còn giúp đỡ tôi mà chuyển đồ đạc lên. Dân bản thì còn giúp đỡ tôi mà dựng nhà này. Có người thì có cây, có cột thì còn giúp đỡ tôi. Ban còn giúp đỡ tôi mà 600.000 này còn mì tôm các kiểu giúp ba mẹ con tôi ổn định cuộc sống ở đây. Ngoài ra thì đảng và nhà nước còn hỗ trợ ba mẹ con tôi 30 triệu giúp làm nhà. Theo thống kê, toàn huyện Thuận Châu có 746 hộ bị thiệt hại về nhà, trong đó có 7 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 94 hộ phải di chuyển khẩn cấp. Đến nay, 100% các hộ đã được di rời đến nơi an toàn. Huyện cũng đã chỉ đạo phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ các hộ sớm ổn định đời sống. Đối với các hộ nằm trong diện sạt lở có nguy cơ bị lũ cuốn lũ quét thì hiện nay thì huyện đã chỉ đạo các ban chỉ huy phòng chống thiên tai của xã, ủy ban xã là kiên quyết di rời. Hiện nay thì cơ bản những hộ này đều đã di rời và đảm bảo cái việc mà ổn định đời sống. Thì hiện nay là đối với chỗ ở thì trước mắt là bố trí ở tạm nhà người thân, người quen, hoặc cái trường hợp nào thì có thể bố trí ở tại nhà văn hóa bản hoặc là trung tâm văn hóa của xã. Còn ngoài ra thì huyện cũng yêu cầu ủy ban xã là đảm bảo các điều kiện cần thiết để đảm bảo đời sống của nhân dân, ví dụ về lương thực, thực phẩm rồi nước sinh hoạt. Thời gian tới, huyện Thuận Châu tiếp tục rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, đặc biệt là những nơi có dân cư sinh sống hay các trường học, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân nhận biết về dấu hiệu nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, cương quyết di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm,
hoặc có phương án chủ động đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân, không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ. Vâng, với con số hơn 500 tỷ đồng thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh trong năm nay, đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác khắc phục thiệt hại. Mong rằng với sự hỗ trợ tích cực, đời sống người dân ở vùng thiên tai dần ổn định. Khép lại lăng kính ngày mới, mời quý vị tiếp tục chương trình với mục góc cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, tận dụng tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương, trong những năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Mường Bon, huyện Mai Sơn đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình du lịch kết hợp với câu cá giải trí, đem lại nguồn thu nhập cao, thu hút được đông đảo du khách từ nhiều nơi đến vui chơi, trải nghiệm. Gia đình anh Tòng Văn Quý ở bản Ỏ Cha, xã Mường Bon, trước kia vốn chỉ nuôi cá và làm nông nghiệp truyền thống, hiệu quả kinh tế không cao. Đến năm 2021, nhận thấy việc phát triển du lịch kết hợp câu cá giải trí ngày càng phát triển, anh Quý đã mạnh dạn cải tạo lại khuôn viên, tách ao cá của gia đình thành 3 ao nhỏ, đồng thời xây dựng 4 nhà chòi để phục vụ khách đến vui chơi, ăn uống. Đầu năm 2023, thấy lượng khách đến ngày một đông, gia đình anh đã xây dựng thêm các trò chơi trên mặt nước như đi xe đạp, đi cầu khỉ, đu dây, cáp treo, cầu lắc để phục vụ du khách. Trung bình một tháng, nhà hàng đón từ 800 đến 1.000 lượt khách, thu nhập bình quân đạt từ 300 đến 400 triệu đồng. Gia đình chúng tôi đã tận dụng khuôn viên của gia đình để xây dựng mô hình ẩm thực kết hợp với câu cá giải trí, xây dựng những trò chơi, nhiều trò chơi bổ ích để thu hút du khách thập phương. Và gia đình cũng sẽ trồng hoa để du khách về chụp ảnh, để trải nghiệm và thưởng thức những món ăn đặc sắc của gia đình. Hiện xã Mường Bon có 9 hộ đang làm dịch vụ du lịch kết hợp câu cá giải trí. Vào dịp cuối tuần hoặc các ngày lễ Tết, những nhà hàng, điểm câu cá đón lượng khách đến vui chơi đông hơn so với ngày thường. Hôm nay chúng tôi họp lớp tại khu du lịch này thì rất là vui và thoải mái. Tôi đi cùng với đoàn công ty đến đây chơi. Ở đây rất là nhiều trò chơi, rất là vui và đồ ăn thì rất là ngon. Mô hình du lịch trải nghiệm kết hợp với câu cá giải trí tại xã Mường Bon, huyện Mai Sơn đang trở thành xu hướng của nhiều khách hàng ở nhiều lứa tuổi. Du khách đến đây không chỉ được khám phá văn hóa, thưởng thức các món ăn dân tộc, vui chơi các trò chơi độc đáo, mà hơn hết là được đắm mình với khung cảnh của thiên nhiên hữu tình, khí hậu trong lành, có những phút giây thư giãn bên bạn bè, người thân và gia đình. Tôi thấy cái dịch vụ câu cá này rất là hay và cảnh quan nơi đây cũng rất là đẹp. Với cách làm mới mẻ, độc đáo, kết hợp nhiều dịch vụ, mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch tại Mường Bon đã và đang ngày càng phát triển. Mở ra hướng đi mới, giúp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Một địa chỉ đem lại cho người trải nghiệm những giây phút thư giãn tuyệt vời phải không quý vị? Tới đây chúng tôi xin khép lại chương trình Chào Ngày Mới sáng nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Cách đây 79 năm, sau thành công của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, dân tộc Việt Nam đã kiên cường anh dũng trải qua nhiều cuộc trường chinh vô cùng gian khổ ác liệt để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến hôm nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia, vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương, là điểm đến tươi đẹp, an toàn, thân thiện, giàu lòng mến khách.